Kinh doanh tiếp thị mạng lưới, tiếng Anh là multi-level hoặc người Việt quen gọi là bán hàng đa cấp. Đây là một phương thức kinh doanh tiếp thị sản phẩm đến tay người tiêu dùng, mà ở đây người tiêu dùng có thể mua hàng trực tiếp tại công ty hoặc qua một nhà phân phối duy nhất mà không phải thông qua nhiều đại lý hay cửa hàng bán lẻ. Ra đời từ những năm 90 của thế kỷ 20 và được xem là một trong những phương thức kinh doanh mới, độc đáo, được nhiều công ty ở Mỹ ứng dụng như công ty California Vitamin Company sau đổi tên thành Nutrilife, hoặc California Perform Company sau đổi thành Avon, đạt được nhiều thành công năm 1930. Từ năm 1990, nhờ sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ và truyền thông, kinh doanh theo mạng lưới mang màu sắc mới, các nhà phân phối có thể đơn giản hóa công việc của mình nhờ vào điện thoại, Internet. Ở giai đoạn này, mà theo các chuyên gia gọi là làn sóng thứ ba, nhà phân phối giỏi không cần phải là một nhà hùng biện và đi lại như con thoi giữa các mạng lưới. Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng thời gian nhàn rỗi của mình để tham gia công việc và làm việc ở bất cứ đâu. Cho đến nay, có hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn công ty ra đời hoạt động dưới hình thức kinh doanh này trên toàn thế giới. Khi nó trở nên phổ biến như hiện nay thì cũng kéo theo hàng loạt những tranh cãi trong xã hội. Nhiều vụ lừa đảo về chất lượng của sản phẩm cũng như về hình thức kinh doanh của mô hình này. Việc lừa đảo chủ yếu được thực hiện bằng hành vi dụ dỗ khách hàng trở thành nhân viên của công ty. Nhưng những nhân viên này không hề có lương cố định mà thu nhập dựa trên tiền hoa hồng bán sản phẩm cho công ty. Vấn đề lừa đảo ở đây đó là một khi những người này trở thành nhân viên thì mỗi tháng họ phải trả một số tiền không hề nhỏ để mua và dùng sản phẩm mới có thể giữ chỗ trong công ty. Nhiều người cả mấy tháng trời không bán được sản phẩm nào mà đến tháng vẫn phải bỏ tiền ra mua một mớ sản phẩm và chính những người bán cũng không thèm dùng đến. Bỏ thì tiếc, vương thì nợ càng nhiều. Nên khi mất một số tiền lớn thì họ quay sang đổ lỗi cho những người giới thiệu mình vào công ty là lừa đảo. Nhưng xét cho cùng thì cũng là lỗi tại bản thân vì họ đã không đủ tỉnh táo để có những quyết định đúng đắn. Hầu hết những đối tượng bị lừa đảo là những người không hiểu biết và tham lợi, muốn được giàu nhanh mà không phải bỏ nhiều công sức. Dần dần, từ một mô hình kinh doanh đúng đắn, nay đã trở thành nỗi khiếp sợ với mọi người với tên gọi kinh doanh lừa đảo. Tại Toronto, loại hình kinh doanh này cũng đã len lỏi vào cộng đồng người Việt, tạo nên một cơn sốt kinh doanh thu hút mọi lứa tuổi. Thì tôi cũng có nghe qua cái chuyện là bán hàng đa cấp. Thì chính bản thân á, thì tôi cũng có đi qua cái chuyện đó cho nên cũng có biết. Thì có một cái chị cũng quen. Rồi bữa đó chị tới, chị bán cho tôi chai thuốc. Chị nói là cái đó nó giống như nó làm từ rau củ quả để nó bổ sung cho mình, giống như mình làm việc mỗi ngày mình không có ăn đầy đủ chất thì mua cái đó để uống, xong rồi kèm theo nó có cho một cái dưỡng da. Mua cái này xong rồi nếu mà tôi vô cái nhóm gì đó để mà bán hàng giống như vậy đó, một tuần có thể kiếm được 2.500 đô Mỹ. Nói đúng ra là hơi mất cảnh giác chút xíu, tại vì nghĩ là người quen, cũng không nghĩ là chị này gạt, nhưng mà thật sự chị cũng không phải là gạt, nhưng mà chị đã bị người ta gạt trước đó. Thì chị mới nói á, theo chị tối nay đi dự một cái meeting rất là hay, rồi theo chị để chị giới thiệu cho nó làm việc này nè, một tháng có thể kiếm 5.000 đô la rất là dễ. Có một cái ông đó lên nói về cái việc bán hàng đa cấp này nè, thì là một tháng nó có thể ngồi ở nhà hoặc là không có đi đến nơi làm việc vẫn kiếm được nhiều tiền. Nhưng mà cái cách bán hàng đó đó, khi mà mình muốn lấy hàng để bán phải mua trước, theo nó nói lúc đó đó là 1.450 bỏ tiền ra. Thì cái hôm đó đó, cái ông mà đứng lên nói cái meeting đó, ổng nói là hàng này có thể được trả lại. Thì ngày mai tôi mới kêu cái chị mà bán, tôi mới gọi điện. Tôi mới nói là em nghe chị, con em hồi tối nó đi cái meeting mà chị nói đó, nó nói hàng có thể trả lại, vậy chị có cho em trả lại được không? Thì chính vì quen cho nên chị nói là được. Cái ngày hôm sau chị mới tới đây, chị mới nói thôi nếu mà Thảo nói trả thì chị ôm, tại vì Thảo chưa có là thành viên, không có trả lại được. Thì chị thấy cái đó không đúng. Thì nói giống như vậy thì chị không có lấy lại tiền, coi như cái thuốc đó chị bỏ, chị không lấy, mà chị cũng không có lấy lại tiền.
Chưa bàn đến chất lượng sản phẩm, nhưng chỉ với lợi nhuận cao, kiếm tiền nhanh đã dấy lên hy vọng cho những phụ nữ làm việc tại nhà, vừa kết hợp chăm sóc con cái, vừa có thêm thu nhập cho bản thân. Còn đối với các bạn trẻ, thì đây là cơ hội để mơ đến một tương lai sáng lạng hơn so với công việc gắn chặt tại văn phòng, bó buộc và làm công cho người khác. Cũng chính vì lý do trên mà LiveTo được biết đến như một hội kinh doanh đa cấp trẻ, gồm những thành viên từ độ tuổi 20 đến 25 rất hăng hái theo đuổi cơ hội và ước mơ của mình thông qua loại hình kinh doanh này. Chính thức được thành lập và quảng cáo phổ biến trên trang mạng xã hội Facebook, update liên tục những hình ảnh cũng như những thông tin về nhóm, về sản phẩm của công ty mình và nhận được nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ cùng độ tuổi. Thưa quý vị, có mặt trong chương trình Bước qua thời đại với chủ đề kinh doanh đa cấp ngày hôm nay đó là sự hiện diện của bạn Triệu Nghĩa, là một trong những thành viên của hội kinh doanh đa cấp có tên gọi là LiveTo. Được biết, Nghĩa cũng là một trong hai bạn trẻ gốc Việt tham gia vào hội kinh doanh này. Xin chào Nghĩa. Nghĩa xin chào khán giả của Việt TV Canada và cảm ơn Yuli hôm nay. Ngày hôm nay đã mời Nghĩa đến để chia sẻ với mọi người về cái lĩnh vực này. Theo Yuli được biết thì Nghĩa và rất nhiều bạn trẻ trong hội kinh doanh của mình là ở độ tuổi từ 20 đến 25. Vậy vì sao những bạn trẻ này lại quyết định tham gia và theo đuổi cái loại hình kinh doanh đa cấp này? Nghĩa và các bạn tham gia cái lĩnh vực này vì nó đã tạo cho Nghĩa cái cơ hội để tự chủ cuộc sống tài chính và cái sự thoải mái trong cái thời gian không bận việc bất cứ ai. Sau đó cái lĩnh vực này đó đã tạo công an việc làm cho rất là nhiều người. Những người đã về hưu không làm được công việc nặng, hay là phụ nữ, những ba mẹ ở nhà chăm con cũng có thể có cơ hội để kiếm thêm một income. Đối với các bạn trẻ, ngày hôm nay đi kiếm việc làm thì phải cần rất là nhiều kinh nghiệm mới kiếm được cái việc làm mình thật sự mình muốn. Và công việc của Nghĩa thì thật sự không cần kinh nghiệm. Một người chỉ cần có quyết tâm, có kiên nhẫn hay là can đảm làm thì bất cứ ai làm cũng được. Và thật sự đối với Nghĩa, thời gian là vô giá. Khi một người trao đổi cái thời gian để kiếm một đồng tiền, họ đang tạo một cái ước mơ cho người khác. Trong công việc này đã cho Nghĩa và rất là nhiều người vào công việc này tự chủ được cái công ăn việc làm của họ và cái cuộc sống của họ. Và đối với Nghĩa, Nghĩa muốn một cuộc sống khác thì Nghĩa phải làm những gì người khác không làm để Nghĩa có một cuộc sống người khác không có. Nhưng mà rất là nhiều người, người ta cho rằng cái mô hình kinh doanh đa cấp là một cái mô hình kinh doanh lừa đảo khách hàng. Thì Nghĩa nghĩ sao về điều này? Đối với Nghĩa thì trong cuộc sống có người tốt và có người xấu. Nhiều người họ lợi dụng cái cơ hội này để mà theo đuổi cái ước mơ hay là tiền hay là cá nhân của họ. Nhưng ít khi nào một người vào cái công việc này mà nghĩ tới giúp đỡ một người khác. Cái lĩnh vực này khi muốn thành công thì mình phải có một cái nhân cách chính trực. Khi làm công việc này, nếu mà mình nghĩ tới bản thân mình thì mình sẽ không bao giờ thành công. Và khi một người vào một cái lĩnh vực này nên tìm hiểu cái lịch sử của công ty mình. Phải tìm hiểu coi cái sản phẩm thực sự có tốt cho bản thân mình xài và chia sẻ cho mọi người không. Và những người nào họ hướng dẫn vào công việc này thì cái người đó có cơ hội để mà thành công không? Nhiều người thực sự không có, nhiều người họ vào mà không thấy tiền hay là thấy sự thành công thì họ luôn luôn trách là người hướng dẫn họ vào hay là một công ty hay là một cái sản phẩm không tốt. Ít khi nào một người mà vào công việc này thì họ chịu tự trách mình là mình không có khả năng để làm công việc này. Julie có nghe Nghĩa đề cập là khi mà làm trong cái lĩnh vực kinh doanh này đó thì ngoài cái việc là kiếm nguồn thu nhập cho bản thân thì còn lại còn giúp đỡ cho người khác nữa. Nhưng mà Julie vẫn chưa hiểu cái yếu tố giúp đỡ người khác ở đây là như thế nào. Vì cái công việc này có thể tạo cho một người có công ăn việc làm. Và bản thân Nghĩa có thể đem một cái sản phẩm rất tốt cho một người tiêu dùng. Ví dụ Nghĩa đang đại diện một công ty tên là Energy của Nhật Bản. Có một cái công nghệ để tạo ra nước Kangen Water, một nguồn nước rất tốt cho mọi người tiêu dùng. Ngày hôm nay được công nhận toàn thế giới, thường có Hoa Kỳ, Nhật Bản và ngày hôm nay có Canada. Bây giờ công ty này đã đang làm việc hơn 20 nước và có hơn 200.000 khách hàng đang tiêu dùng cái sản phẩm này.
Nghĩa và các bạn có nghĩa đã tham gia vào công ty này cũng gần hơn 3 tháng. Và trong cái hội kinh doanh có nghĩa Live True đã giúp hơn 40 mấy người có một sức khỏe rất tốt. Thì đối với Nghĩa, cái danh làm đa cấp hay là tiếp thị hay là kinh doanh không quan trọng. Nhưng cái quan trọng là cái người làm trong cái lĩnh vực này thực sự có muốn giúp một người khác không? Và cái công việc thực sự rất là thoải mái. Không có bắt buộc Nghĩa phải làm 8 tiếng một ngày thuộc về một người chủ hay bất cứ ai. Nghĩa và các bạn Nghĩa thật sự không phải là một người để đi bán hàng. Nghĩa và các bạn là một người hướng dẫn, một người đào tạo và mong rằng dùng cái công ty để làm một chuyện có sự ý nghĩa. À, vâng, xin cảm ơn Nghĩa rất là Dạ, cảm ơn nhiều. chị. À, và thưa quý vị, qua cuộc trò chuyện này thì chúng ta có thể thấy là cái việc kinh doanh đa cấp không phải là có những cái hoàn toàn là cái mặt xấu như chúng ta thường nghĩ, mà nó còn có những cái ý nghĩa khác. À, nó có thể mang đến ước mơ cho các bạn trẻ, nó có thể tạo ra công ăn việc làm cho một người, và nó có thể tạo ra những cái sản phẩm về sức khỏe tốt cho tất cả mọi người để tiêu dùng. À, và hy vọng là cuộc trò chuyện vừa rồi cũng mang đến những cái suy nghĩ khác cho quý vị về ngành kinh doanh này. Xin cảm ơn.